Vâng, cửa hàng Micro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video này, em trân trọng được giới thiệu đến quảng bá đến toàn thể các bác một mẫu micro không dây phù hợp cho các bác chơi gia đình. Và cái điều quan trọng là để trong phân khúc trên 2 triệu thì đây mẫu micro nó sẽ đáp ứng được nhu cầu các tiêu chí của các bác, gồm là sản phẩm chính hãng, và cái thứ hai nữa là dòng mic này dùng rất là ổn định, và cái thứ ba nữa là hiện tại bờ em mới nhập về. Cái mẫu mic này thì em ra chương trình khuyến mãi giá rất là tốt cho bác, mua một sẽ tặng kèm theo, gọi là bác được hai bộ sản phẩm. Đây gồm một bộ sản phẩm của Vinsac và một bộ sản phẩm của Micro, đúng không ạ? Và cũng báo cáo bác thì đối với mẫu mic này thì trên thị trường cũng không quá xa lạ đối với các bác, vì trên thị trường đối với anh em đã review đối dòng này rất là nhiều rồi, và hôm nay thì cũng là lần đầu tiên đối với cửa hàng Hiếu Minh nhập đối mẫu này về. Nhưng đây là dòng mic có thể nói là được chất lượng, được thẩm âm, được các bác khách hàng đã đánh giá cũng như anh em thị trường rất nhiều đơn vị đã nhập hàng về. Và trước khi nhập hàng về em thử qua chất âm đối dòng mic này. Thì hiện tại đối mẫu mic này là mẫu mic chính hãng của DB Acoustic, mã hiệu DB350. Và báo cáo bác thì đối mẫu mic này thì hiện tại bên hãng cũng như đại cửa hàng Minh cũng đọc luôn giá cho bác để các bác cùng tham khảo nhé. Giá hiện tại bên cửa hàng Minh đang chào bán mức giá là 2.500.000 đồng, lại bao ship tặng kèm theo một bộ pin sạc 4 viên pin sạc xịn bác nhá, sạc của Daily Power mà hiện tại em vẫn đang bán là giá là 250 tại cửa hàng, và chuyển tỉnh là 280. Khi các bác không lấy pin sạc thì em sẽ trừ tiền pin đi cho các bác cũng anh em đó. Đấy, nhà một món quà rất là nhỏ phụ các bác cho anh em cũng như chào bán đấu mẫu mic mới về tại cửa hàng Hiếu Minh Auto. Và cô bác cùng nhìn vào phần micro này thì các bác sẽ thấy ngay được đó là mặt đằng trước nó sử dụng là mặt phay màu trắng nhá, phay nhôm màu trắng liền với màn hình ở giữa. Thì đối với dòng này thì nó các bác chơi gia đình thì nó sẽ đáp ứng cho các bác là tiếng mic nó sẽ nhẹ và bay bổng, thiên về giải chép nhiều hơn. Và nó gồm các chế độ như chế độ tự ngắt này, và high và loud. Loud ở đây phần tăng giảm của bát là chép bác nhé. Chỉ trên 2 triệu đồng một tí bác sử dụng cho mình con mic chính hãng, không phải lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đúng không ạ? Và hiện tại bên đơn vị em là áp dụng cái chương trình rất là hợp lý cho các bác và anh em nhu cầu mua sắm. Tay mic thì nó sử dụng ở đây là một sử dụng là sơn sần chống xước nhé, sơn sần bóng chống xước, có nhìn này, có thể nhìn những hạt DT DB Autic. Đây các bác cùng nhìn phần trong bên nội hộp nó. Thì hộp của nó sẽ là gồm một adapter nhé bác nhé, chuyển đổi này để bác cắm chuyển đổi nguồn này, hai tay chống lăn của tay mic nhé, hai tai để bác bắt ở tai đây, vì đầu thu nó chưa bắt tai, các bác về bác tự bắt tai cho Hiếu Minh để bắt vào tủ máy này. Và bây giờ bộ ốc của nó gồm 4 ốc để bắt tai nhé bác nhé. Và các bác lưu ý cho em này, đối với sản phẩm pin của dòng mic, tất cả dòng mic nói chung, các bộ pin này các bác lưu ý, các bác rất nhiều bác nhầm tưởng sang là đây là pin sạc nhưng không phải đâu bác nhé. Đây là cái dùng pin để bác pin dùng một lần để bỏ đi, gọi pin để thử máy, thử mic đó, pin dùng một lần bỏ đi. Đây là những dòng pin này nếu mà các bác ở miền Bắc mà em ship thì là em sẽ để pin này vào. Còn nếu các bác ở trong miền Nam, miền trong thì đi máy bay thì là đồ cái pin này đồ sẽ cháy lổ thì em sẽ bỏ pin ra các bác nhé, bỏ pin ra. Còn trường hợp mà các bác lấy pin sạc thì em sẽ đi cho đi chậm để đi đường đầu tàu hỏa. Còn nếu thường nếu các bác không lấy pin sạc thì em sẽ gửi đi rất là nhanh, từ vài hôm bác nhận được hàng rồi. Đấy. Đi tàu hỏa thì có thể đi cả pin cùng luôn, nhưng đi máy bay mà gửi nhanh thì sẽ bỏ pin ra bác nhé. Vì pin này mua cũng rẻ lắm các bạn, pin thử máy có 1.000-2.000 một bộ này thôi. Và một dây 6 ly để chuyển đổi bác nhé, dây 6 ly chuyển đổi này. Và cái đặc điểm là dòng phân khúc mic gọn nhẹ này thì nó cái dâu nó cũng rất là gọn, dâu ngắn vừa phải, nó không rườm rà, không quá cao, sóng bắt rất ổn định các bác nhé. Trong phân khúc này là cái dòng mic có thể nói là ngon. Và ngon thì tất nhiên là ngon trong tập tiền rồi, và cái quan trọng bổ và rẻ đó, là cũng khá là bổ, nhưng cái điều quan đảm bảo cho bác là rẻ. Còn tất nhiên là khi các bác mua những dòng mic phân khúc tầm 5-6 triệu thì cái chất âm nó sẽ khác. Còn dòng phân khúc này thì nó chất âm nó sẽ đảm bảo cho bác là hát gia đình là vô tư, các anh em đi show nhỏ nhỏ thì vẫn vô tư bác nhá. Rồi cái tiếng mic nó sẽ trong trẻo, chép nhiều, sáng sạch. Và một đặc điểm nữa đối dòng mic của DB này, nó sẽ được là ở phân khúc này nó rất là hay. Ngoài có vấn đề là gia tốc tự ngắt các bác nhá. Gia tốc tự ngắt là gì? Các bác thả xuống, cái gia tốc này tất nhiên nó sẽ chậm hơn đối với dòng đời cao hơn, thì nó sẽ khoảng độ 5 đến 7 giây thì sẽ ngắt, còn đối với dòng đời cao nó sẽ khoảng 2 3 giây rồi nó đã ngắt rồi.
thì dòng đời là gia tốc khi bác tránh được rơi và đập thì nó sẽ là gia tốc để ngắt cái mic. Và cái thứ hai nữa là nó có thể dò được tần số sóng sạch. Một đồng điểm phân khúc hơn 2 triệu nhưng lại dò tần số sóng sạch. Cái tần số sóng sạch ở đây các bác hiểu lôm la là khi các bác cái tần số sóng đó nó sẽ không là tần số sóng các bác dò được là khi các bác bị ảnh hưởng ở đây, khi bác nghe sóng điện thoại gần này hay một số cái tần số như wifi đáp tuyến của bluetooth này hay là của wifi nó ảnh hưởng vào thì nó sẽ bị tiên sẻ sẻ loa, khi bắt vào cái dâu nó sẽ thu vào bắt sẻ loa, thì đối với cái mic này nó sẽ đảm bảo bác là không bị như thế, nên người ta gọi là dò tần số sóng sạch đó. Mà hiếm khi những dòng mic nào tầm trên 2 triệu nữa mới đáp ứng được nhu cầu như dòng mic này. Và một đặc điểm nữa đối với sản phẩm chính hãng, có lý nó sẽ có mã kích hoạt có nhé, thì các bác yên tâm không lo hàng giả nhá. Giá rất hợp lý cho bác anh em. Thì cái chương trình này sẽ áp dụng hiện tại là áp dụng vẫn là áp dụng cho bác là tặng kèm một bộ pin sạc 4 đó. Nếu trường hợp bên mình hết pin em sẽ trừ thẳng tiền pin cho bác trên sản phẩm nhé bác nhé. Đó. Và một cái hộp hiếc đấy, hàng nguyên hộp, nguyên đai nguyên kiện cho các bác anh em. Tay mic cầm rất là đầm. Sơn rất là đẹp. Một cái phần quan trọng là cái hàng xịn sò nó sẽ là cái mặt này sẽ không dùng lâu không bị gì. Nói chung là hàng hãng thì bác dùng yên tâm. Đối với sản phẩm của phân khúc bình dân lại là hàng hãng nữa nên các bác yên tâm sử dụng. Phân khúc này thì đã được anh em cũng như các bác khách hàng tiên dùng trên mọi miền Tổ quốc đã sử dụng rất nhiều rồi. Và hôm nay đơn vị Hiếu Minh một đơn vị nhập về số lượng khá là nhiều phục vụ các anh em, và áp dụng chương trình khuyến mãi giá tốt cho các bác. Thì các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua 2 số điện thoại online đây, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội bác nhé. Và xin chào, tạm biệt tất cả các bác ạ.